Hưng thịnh của một quốc gia thì thời nào cũng vậy. Người lập quốc Gia Nam vất vả, hưng thịnh đến đời thứ 2, 3, 4. Sau thì đến thời quốc lực suy yếu, vua chúa lo đủ quay ra hưởng thụ, có khi hưởng thụ quá lại thành vô độ. Triều đình phó mặc cho triều thần tốt thì quốc gia thái bình, triều thần xấu thì quốc gia sinh loạn. Cuối thời nhà Lý năm 1209, trong nước có loạn quách bốc, Lý Cao Tông phải chạy khỏi Kinh Sư, thái tử Lý Họ Sản phải chạy đến nương nhờ Trần Lý. Họ Trần lúc này là một thế lực mạnh tại vùng Tức Mặc Lam Định, dẫn quân về triều đình dẹp loạn, rước vua về Kinh Sư. Trần Thủ Độ cũng từ đó theo họ Trần từng bước bước vào đài chính trị trong triều đình nhà Lý. Trần Thủ Độ là con của Trần Quả, em của Trần Lý. Nhưng từ nhỏ, Trần Thủ Độ đã sống và lớn lên trong gia đình Trần Lý, sống cùng với ba người anh chị họ là Trần Tự Khánh, Trần Thừa, Trần Thị Dung. Đây là những người có vai trò vô cùng to lớn trong quá trình hình thành lên triều Trần. Trần Thừa là cha của Trần Cảnh, vua đầu tiên của triều Trần, còn Trần Thị Dung sau này Trần Thủ Độ cưới làm vợ. Năm 1175, Lý Anh Tông băng hà, thái tử Lý Long Cán mới lên 3 tuổi lên ngôi, tức là Lý Cao Tông. Cao Tông lớn lên chơi bời vô độ, chính sự hành pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi lên như ong, sự nghiệp của nhà Lý cũng suy từ đây. Năm 1209, viên tướng Phạm Bình Di đem quân đi đánh Phạm Du phản loạn ở Nghệ An. Phạm Du vừa chạy, Bình Di sai tịch thu tài sản đốt hết. Vua Cao Tông lại gọi Phạm Du về kinh để phụ về. Bình Di đem quân trở về, vua bắt giam sai giết chết. Tướng của Bình Di là Quách Bốc nghe tin, đem binh đánh vào Kinh Sư, khiến Lý Cao Tông phải chạy ra ngoài. Đó gọi là loạn Quách Bốc. 2. Giờ loạn Quách Bốc đã vào tới kinh thành, các người bảo ta phải làm sao đây? Bệ hạ có thể nhờ thế lực nhà Trần ở Lam Định, họ đang là thế lực có thể phò giúp được bệ hạ. Thế còn các ngươi thì sao? Dạ, các thần cống hiến nhiều năm trong triều, bổng lộc được hưởng đầy đủ, ăn chơi quen rồi, giờ y người không đánh nổi ạ. Ừ thì quan văn đã đánh, còn quan võ thì sao? Dạ, các thần cũng quen nhà cao cửa rộng rồi, thật không thể ra trận giúp bệ hạ được, cúi xin bệ hạ thông cảm. Vậy ta cần các ngươi để làm gì? Thì những lúc vua tôi ăn chơi, các thần cũng có mặt để phục vụ bệ hạ mà. Cái đó bệ hạ cũng phải tính vào công chứ. Dạ, còn chưa kể thần phải mây mò đi kiếm mỹ nữ khắp nơi trong thiên hạ về cho bệ hạ còn gì. Chết thật, quần tần thế này bảo sao toang được. Mày là khách, im. Bệ hạ, mau mở cổng thành, thần có chuyện muốn thỉnh cầu. Quách Bốc, ta lỡ tay không nghe lời hay ý phải, giết mất chủ tướng Bình Di của ngươi, nay ngươi lấy cớ đó làm loạn kinh thành, chả phải là làm loạn sao? Bệ hạ, hãy cứ mở cổng thành, thần sẽ có chuyện cụ thể để thỉnh cầu bệ hạ. Tình hình thế này, các người tính sao đây? Bệ hạ, hãy bao theo đường sau mà trốn khỏi thành, may ra mới kịp. Bệ hạ, ngài ở đây là yên tâm rồi, có nhà hộ Trần của thần đây, xin bệ hạ chớ cần lo âu. Nhà ngươi nói vậy là ta yên tâm rồi. Đây là các con của người sao? Dạ, đây là con lớn Trần Tự Khánh, kế đến là Trần Thừa, con gái út là Trần Thị, con bé nhất là Trần Thủ Độ, người này là cháu ruột theo nhà tôi từ bé. Chà, người nào cũng phương ngô tuấn tú, dạng người thế này sao? Ta nghe người ta nói, con gái nhỏ Trần xinh đẹp quả thật không sai. Nay ta xin phụ hoàng cưới nàng làm vợ, nàng có chịu không? Gia tộc họ Trần đem quân binh về dẹp loạn quân Quách Bốc, rước Cao Tông về Kinh Sư. Năm 1210,
Lý Cơ Tông băng hà truyền ngôi cho thái tử Lý Sảm, tức là Lý Huệ Tông. Huệ Tông lên ngôi lúc giặc giã đổi lên tứ tung, mình thì bị bệnh nặng lại không con trai. Tin Dùng thái úy Đàm Sĩ Mông vốn không được học hành, lại nhu nhược khiến nước suy yếu, triều đình không có chính sách hay, nhân dân đói kém. Trần Tự Khánh đem quân xâm phạm Cửa Quyết, xin đón xa giá. Vua hoảng sợ xuống chiếu lấy quân của các đạo đánh Trần Tự Khánh. Trần Tự Khánh đánh bại tất cả lại xin ra giá. Trẫm người có bệnh không được khỏe, nay có Đàm Dĩ Mông có thể thay trẫm quản việc nước. Các quan nghe theo Dĩ Mông mà thực hiện. Trần Tự Khánh đến tận đây xin ra giá là có ý gì? Bệ hạ hãy xuống chiếu lấy quân của các đạo về đánh Khánh, may ra mới tránh được nạn này. Ngài nói thế liệu có hợp lý không? Ngày xưa tiên hoàng đế nhờ nhà Trần trấn áp Quách Bốc, sao giờ lại nói họ Trần làm phản? Trần Lý có ý khác, Trần Tự Khánh có ý khác, các người không cần phải bênh. Thái hậu, các quan nghe chừng như bênh họ Trần, bệ hạ có phần xuôi theo, thái hậu tính sao? Bệ hạ như vậy đích thị là nghe lời của Trần Thị, lên tìm cách trừ khử đi. Trần Thị, nhà ngươi làm phản, nay ngươi không xứng ở trong cung nữa, người đâu bắt đi. Xin bông hậu tha cho Trần Thị, Trần Thị đâu phải có tội gì đâu. Bệ hạ, anh trai của ả đang đóng ngoài thành, bệ hạ không thấy sao? Việc anh trai không liên quan gì đến Trần Thị. Trần Thị vào triều thì là người của trẫm rồi, xin thái hậu hiểu cho. Bệ hạ, người như thế này thì làm sao mà lo được việc lớn trong thiên hạ? Để cứu Trần Thị khỏi thái hậu, Huệ Tông cùng Trần Thị lẻn ra ngoài, chạy đến nơi quân Trần Tự Khánh đóng quân. Sau đó Trần Thị được phong sách làm hoàng hậu, còn gia phong cho anh trai của hoàng hậu là Trần Tự Khánh làm thái úy, phụ chính quản lý toàn bộ việc triều chính. Trần Tự Khánh, nay ta đã ra tận đây rồi, tất cả nhờ bằng ngươi, ngươi liệu mà sắp xếp. Xuống chiếu phong Trần Tự Khánh làm thái úy phụ chính quản lý toàn vụ việc triều đình, phong Hoàng Thị làm hoàng hậu. Năm 1223 Trần Tự Khánh chết. Bây giờ Trần Thủ Độ thay Khánh quản lý triều chính. Lý Huệ Tông mắc bệnh điên loạn, không có con trai, ủy nhiệm chỉ một mình chỉ huy sứ Trần Thủ Độ lo hết về nước. Lý Huệ Tông có hai người con gái, người em tên là Lý Thiên Hinh, được phong là Chiêu Thánh Công Chúa. Đến năm 1224 được lập làm Hoàng Thái Tử. Lý Huệ Tông xuất gia ở chùa Chân Giáo trong Đại Lộ. Chiêu Thánh lên ngôi tức là Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới 7 tuổi. Tôi theo Hoàng thượng bấy lâu, Thượng Hoàng còn điều gì căn dặn không? Ta đã xuất gia, việc của Chiêu Hoàng mong nhờ ngươi hết lòng góp sức. Tôi trước thế nào sau một lòng như thế, xin bệ hạ cứ yên tâm. Ngươi còn điều gì muốn nói không? Xin bệ hạ hãy giáng hoàng hậu xứng đàm công chúa. Ta đã biết bụng nhà ngươi từ lâu, bụng của thần là vậy, mong bệ hạ soi xét. Trần Thị là mẹ của Chiêu Thánh, lại là mẫu hậu của thiên hạ, sao có thể thế được? Mong bệ hạ giáng chỉ, nếu không thần e rằng thần sẽ hành động khác, sợ lúc đó sẽ không vừa lòng bệ hạ. Hai, họ Trần nhà ngươi giờ quyền hành có cả, ta giờ có cũng như thừa, ý nhờ ngươi thế nào ta làm sao dám khác được. Thánh chỉ của Thái Thượng Hoàng giáng hoàng hậu của Huệ Tông tức Trần Thị Dung làm Thiên Cực Công Chúa gả cho Trần Thủ Độ. Thái úy vua còn nhỏ tuổi lại là phần nữ, ngài xem có thể để họ Trần nhà ta vào cạnh nhà vua không? Ta khác bố trí đâu đó rồi. Thái úy định bố trí ai vậy? Trần Cảnh. Sao? Thái úy sao lại đưa một đứa trẻ vào vậy? Ta cần một vài người có khả năng khống chế được nhà vua, thế có phải tốt hơn không? Thái hậu đã đưa vài người thân cận vào các vị trí nội cung, chuyện ở nội cung ta thân thái úy không phải thích là làm được. Ta có cách của ta, ý ta đã quyết như vậy rồi, cứ thế mà làm. Không hiểu nổi thái úy, gợi tốt như vậy không tranh thủ đưa người của ta vào, ta e là muộn mất. Nhà ngươi hàng ngày phải đến chơi vui với ta, rõ chưa?
Dạ vâng bệ hạ. Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh. Tha tội cho ngươi, nay ngươi đã biết nói khôn đó. Chú ạ, hôm nay bệ hạ nói với cháu như vậy là có ý gì? Họa hay phúc, để ta xem xét xem sao. Hôm nay cảnh về nói lại với ta như vậy, nàng ở gần bệ hạ thì xem là ý gì? Bệ hạ thích cảnh, ta nên nhân cơ hội đó để sắp xếp nhân duyên cho bệ hạ và cảnh. Đây chính là cơ hội của nhà Trần ta. Liệu có phải là hợp lý không? Ta nghe chưa rõ ý các quan như thế nào. Tướng quân, đóng cửa thành lại, cho quân bên ngoài bố trí phòng ngự từ xa, không cho các quan vào trong. Sau đó ra chiếu mời các quan vào, các quan khác phải nghe theo sắp xếp đó. Thái úy, ngươi tự ý sắp xếp hôn nhân cho nhà vua là ý gì? Nay lại đưa người họ Trần vào, có phải có ý khác không? Ta thấy nhà vua ngày đêm vui đùa bên chồng, tinh thần thoải mái, sao dám bảo ta có ý khác? Các người không phải tranh cãi, lấy Trần Cảnh là mong muốn của ta, các người không cần phải bàn cãi nữa. Tháng 12 năm 1225, Lý Chiêu Hoàng kéo nhờ ngôi cho Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, phong Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ, nắm giữ mọi việc cai trị trong nước, nhiếp chính giúp vua nhỏ, bá quan đều đồng ý cả. Nhà Lý chính thức kết thúc tại đây. Sau khi Trần Thái Tông lên ngôi, trước đây thượng hoàng ra chơi ở chợ đông, dân chúng tranh nhau tới xem, có người than khóc Thủ Độ sợ lòng người nhớ nhung vua cũ sinh biến loạn, nên mới rời vua tới chùa Chân Giáo, nói là để phụng dưỡng nhưng thực ra để dễ bề giữ chặt. Nhà ngươi dạo này đến đây thường xuyên, không biết là có việc gì? Thần chỉ muốn đến chơi với thượng hoàng, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy bất an. Ta ở trong chùa thấy bình an vô cùng, sáng quét sân chiều nhổ cỏ, có gì thấy bất an? Thượng hoàng đã nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu. Ý nhà người ta hiểu rồi. Thiên hạ nhà ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi lại còn giết ta. Ngày này ta chết, đến khi các con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế. Lại nói về vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, và Lý Chiêu Hoàng lấy nhau đã lâu. Có một hoàng tử chết yểu vào năm 1233. Lý Hoàng hậu không sinh thêm được một người con nào. Lúc ấy, anh của vua là Trần Liễu, có vợ là công chúa Thuận Thuyên, họ Lý, chị gái của Hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng, đang mang thai tháng thứ 3. Trần Thủ Độ cùng vợ là Trần Thị Dung bàn kín với vua, lên mạo nhận lấy để có chỗ nương dựa về sau. Bệ hạ, thần muốn trao đổi với bệ hạ một việc. Được, quốc phụ cứ nói đi. Thần e là hoàng hậu ở đây không được tiện. Được, ngươi cứ nói đi, ta với hậu cùng nghe. Hoàng tử đã mất yểu từ lâu, nay hoàng hậu lại không sinh thêm được một hoàng tử nào, ta nên tính việc đó dần đi là vừa. Vậy theo quốc vụ thế nào thì cho phải? Trần Liễu, anh của bệ hạ và công chúa Thuận Thiên, đã mang thai tháng thứ 3, ta lên lấy đó lập làm hoàng hậu, đều là máu mủ của người nhà cả, mong bệ hạ phải quyết thật nhanh. Quốc phụ thật quá quắt, ta đem cả cơ nghiệp của nhà Lý trao cho họ Trần mà ngài vẫn chưa vừa lòng sao? Hoàng hậu, hoàng hậu linh nghĩ cho đại cục, hoàng hậu có muốn người nối dõi không? Nhà ngươi thật là, ngươi phế hậu của ta, rồi sau ngươi giết ta lúc nào đấy? Thần đâu có ý đó, thần đang bàn tương lai của bệ hạ và hoàng hậu mà. Quốc phụ nói đúng đó, nếu Chiêu Thánh mới mang thai tháng thứ 3 thì còn kịp. Chiêu Thánh và hoàng hậu dù gì thì cũng là người nhà cả, nhưng nhờ quốc phụ phải trao đổi với anh ta, nếu đồng ý thì mới giáng chỉ. Dạ vâng, thần sẽ dùng hết lời để khuyên Trần Liễu. Năm 1237, lập công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu làm hoàng hậu. Trần Liễu tức giận, họp quân ra sông Cái làm loạn. Được 2 tuần, Trần Liễu tự lượng thấy cô khó lòng đối lập được, ngầm đi thuyền độc mộc giả làm người đánh cá đến chỗ vua xin hàng. Thủ Độ thấy thế vội vàng rút gươm, huy động quân đến vây bắt. Vua ra sức giải hòa rồi bảo Thủ Độ rút quân về, lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang để cho Liễu lập ấp. Về sau, người con của An Sinh Vương mà Trần Thủ Độ sắp đặt để làm con của Trần Thái Tông, tức là Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang, cũng không được làm Hoàng Thái Tử dù là con trưởng.
Năm 1240, Lý Kế Hậu sinh được Trần Hoàng, lập làm Hoàng Thái Tử. Trần Thủ Độ nổi tiếng cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 1. Ngày 12 tháng 12 năm 1257, tướng của Mông Cổ là Ngột Đương Hợp Thai dẫn quân xâm phạm Đại Việt. Trần Thái Tông đích thân đốc chiến, thế giặc rất mạnh. Nhà vua lưu quân về sông Đô. Nhà vua ngự thuyền đến hỏi Thái úy Trần Nhật Hiệu kế sách chống quân Mông Cổ. Nhật Hiệu chấm nước với hai chữ Nhập Tống. Sau đó Thái Tông lại rời thuyền đến hỏi Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ tâu: đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Vào ngày 24 tháng 12 năm đó, Trần Thái Tông tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đánh bại quân Mông Cổ. Trần Thủ Độ tuy không đỗ đạt khoa cử nhưng mưu lược hơn người, không chỉ là quyền thần của nhà Lý mà còn là quyền thần của nhà Trần. Đối với tình thế Đại Việt, việc làm của ông được cho là có vai trò tích cực. Ông phò tá nhà Trần bình được nội loạn. Sự thay thế của nhà Trần đối với nhà Lý đã suy yếu trong thời điểm đó là khó có thể tránh khỏi. Sử chép: Thái Tông lấy được thiên hạ đều là mưu lược của Thủ Độ cả, cho nên quốc gia phải nhờ cậy quyền hơn cả vua. Vào năm 1264 mùa xuân tháng Giêng, Thái sư Trần Thủ Độ đã qua đời, thọ 71 tuổi. Ông được Trần Thái Tông truy tặng thụy hiệu là Thượng Phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương,